Sao ôm chữa lợi tiểu, chữa cảm sốt, băng huyết, thô huyết, gan, mật, thần kinh, thận, bàng quang, phù thủng, ghẻ lở và mẫn ngứa. Rau ôm mọc hoang và được trồng làm gia vị, có thể dùng tươi hay phơi, sấy khô. Rau ôm có vị đắng, tính mát. Bài thuốc sỏi thận. Lấy rau ôm giã nhỏ, pha ít muối, ngày uống 2 lần, rất công hiệu. Phát ban, mẫn ngứa. Rau ôm 30 g, kim ngân 20 g, kinh giới 10 g, diếp cá 5 g, sắc với nước, ngày uống 2 lần. Rau ôm có tác dụng thanh nhiệt, chỉ khái, giải độc, tiêu thủng. Rễ có tác dụng làm giãn cơ phủ tạng như ruột, thận, do đó mất các cơn đau bụng. Nó làm giảm các giãn mạch, tăng lực thận, tăng cường nước tiểu, tạo thuận lợi cho việc tống sỏi ra ngoài. Kiêng kỵ, những người có thai thì không nên dùng rau ôm. Cảm lạnh. Rau ôm 15 đến 30 gram sắc uống. Rắn độc cắn. Rau ôm 15 gram, xuyên tâm liên 25 gram, giả thêm một ít rượu nếp, vắt lấy nước uống, còn bã thì dùng đắp vết thương. Lấy 20 đến 40 gram rau ngổ khô, sao vàng, sắc lấy nước uống 4 đến 5 gram. Nhiễm trùng Abet mảng tròn, ép dịch lá rau ôm hoặc là nấu nước để rửa. Sỏi thận, rau ôm 30 gram, cây tươi giã ra, thêm nước uống, dùng cây khô với liều ít hơn, sắc nước uống. Trị viêm tẩy đau nhức, lấy một nắm rau ngổ tươi rửa sạch, giã nát, đắp vào nơi thương tổn rất công hiệu. Trị ho, sổ mũi, lấy 30 gram rau ngổ tươi, rửa sạch, sắc kỹ lấy nước uống hàng ngày. Trị đầy hơi, tức bụng, ăn không tiêu, lấy rau ngổ tươi rửa sạch, mộc hương nam, sắc hai thứ trên với 1.000 ml nước, còn lại 250 ml nước thì chia làm 2 lần, uống hết trong ngày. Công dụng chỉ định và phối hợp. Thường dùng trị cảm, ho gà, sỏi đáy ra máu, rắn độc cắn, đinh nhọt và viêm mủ nhiễm trùng Abet mảng tròn, ngứa sần. Ở Quảng Đông, Trung Quốc còn dùng trị đòn ngã 15 đến 30 gram, dạng thuốc sắc, dùng ngoài lấy cây tươi để đắp. Người dân Malaysia và Indo cũng dùng rau ngổ làm thuốc lợi tiểu, chữa những cơn đau thắt bụng hoặc giải nát, đắp lên vết thương, vết loét. Ngày dùng 16 gram dưới dạng sắc uống hay là viên hoàn. Ở Việt Nam dùng trị tiểu tiện không thông, đái gắt, viêm đường tiết niệu, đau tức bụng dưới, bàng quang, voi hóa tiền liệt tuyến, phi đại tiền liệt tuyến, đau quặn thận do sỏi thận. Dùng toàn cây non của rau ngổ khoảng 40 đến 60 gram rồi giã nhỏ hoặc bỏ vào máy xay sinh tố, chế thêm một ly nước sôi để nguội, vắt lấy nước và cho thêm ít hạt muối để uống. Nhớ nhúng rau ngổ vào nước sôi có nhiệt độ từ 40 đến 45 độ để diệt kiến sán, vì những cây sống ở đầm lầy, ao hồ thường hay có côn trùng hoặc là trứng sán bám vào thân, lá cây. Theo y học Vệ Đà của Ấn Độ, rau ngổ có tác dụng sát trùng, thông mật, lợi tiểu, thông tiện, kích thích tiêu hóa, chống nôn, tăng tiết sữa cho sản phụ sau khi sinh, làm hạ sốt. Rau ngổ còn chữa chứng chán ăn, khó tiêu và tiểu xoắn. Cách dùng: một ngày uống 2 đến 3 lần sau bữa ăn, mỗi lần 1 ly 50 ml. Thời gian dùng từ 5 đến 30 ngày liên tục. Đây là kinh nghiệm đã chỉ cho nhiều người dùng để điều trị và đạt kết quả tốt. Nhờ lưu ý là phụ nữ có thai thì không nên ăn nhiều rau ngổ, vì tác dụng giãn cơ phủ tạng có thể gây sảy thai. Thân rau ngổ có nhiều lông và hay mọc ở nơi ẩm ướt, đầm lầy, dễ bị nhiễm khuẩn, nên cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc nếu rửa không kỹ. Rau ôm là một vị thuốc nam quý được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền. Thì các bạn có thể mua ở chợ hoặc là các siêu thị đều có bán.
Và quan trọng nhất là khi bệnh điều trị ở các điều trị bệnh đó, thì các bạn đến bệnh bệnh viện hoặc là cái nơi bán treo dùng trong y dược đông y thì có rất là nhiều. Chữa bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, bài thuốc bạc hà 50 g, rau ôm 100 g. Cách dùng: tất cả phơi khô, sao vàng hạ thổ một lần, sắc với 100 ml nước, uống liên tục trong 1 tháng sau khi ăn tối xong. Giải độc cơ thể: ngoài tác dụng thanh nhiệt, rau ôm có khả năng giải độc, giúp cơ thể thư giãn, tinh thần sảng khoái. Bài thuốc: rau ngổ thơm 100 g, sao vàng hạ thổ 3 lần, lá bạc hà tươi 100 g. Cách dùng: tất cả sắc với 100 ml nước, để hỗn hợp sôi khoảng 10 phút thì tắt bếp. Mỗi sáng lúc đói uống một lần, uống 5 ngày thì nghỉ 5 ngày. Duy trì trong vòng 30 ngày, giúp giải độc gan, tiêu mỡ hiệu quả. Phòng chống một số bệnh ung thư: hoạt chất nevardisin trong rau ôm có hoạt tính sinh học cao, có khả năng kháng lại các tế bào ung thư, kháng viêm, tiêu u nhọt. Bài thuốc: rau mồng tơi non 100 g, rau ngổ tươi 100 g. Cách làm: tất cả giã nát, vắt lấy nước, thêm vào 5 muỗng canh giấm, giấm ăn làm từ chuối hoặc giấm táo, uống vào 12 giờ trưa mỗi ngày thì phòng chống được các bệnh ung thư, kháng viêm và u nhọt đó các bạn. Trị ban đỏ: bài thuốc: măng sậy 10 g, đọt tre mỡ 10 g, dây vắt tía 20 g, rau ôm tươi 20 g. Cách dùng: tất cả rửa sạch, sắc uống ngày 2 lần. Chữa chứng đái dầm: bài thuốc: mùi tàu 20 g, cỏ mừng trầu 20 g, rau ôm 20 g, cỏ sữa lá nhỏ 10 g. Cách dùng: tất cả phơi khô, sắc với 400 ml nước, cho còn lại 1/4 rồi uống sau bữa tối. Dùng 1 tuần liên tục sẽ giảm hẳn chứng đái tháo dầm. Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt: lá cây hoàng ngọc 50 g còn non, rau ôm tươi 100 g. Cách dùng: tất cả rửa sạch, giã nát rồi lấy nước, thêm vào hỗn hợp một giọt mật gấu nguyên chất, dùng vào 12 giờ đêm và sử dụng liên tục trong vòng 2 tháng. Với bài thuốc này, người bệnh cần kiêng hải sản, các loại họ quả, cam quýt, mãng cầu, lựu, quả hồng chín. Rau ôm là một loại rau mọc hoang ở nhiều nước ta, mang những đặc thù hình thái giống như loại cỏ mọc bò thường gặp, nên cần phân biệt kỹ mới tránh nhầm lẫn với các loại rau khác. Rau ôm được dùng làm gia vị để nấu canh. Người miền Nam thì hay sử dụng để nấu canh chua, canh cá và được biết đến với nhiều tác dụng quý như chữa bệnh sỏi thận, rắn cắn, trị ho sổ mũi, trị cảm, đầy hơi, khó tiêu. Rau ôm là một cái cây mọc bò và thân giòn có mùi thơm. Trong rau ôm có rất nhiều cái thành phần hóa học như chứa các tinh dầu và tannin, cumarin, axit hữu cơ, đường khử và flavonoid. Rau ôm có vị cay, hơi chát, có tính mát, hơi độc, có tác dụng lợi tiểu, chống co thắt, giãn cơ, trị khái, thanh nhiệt, tiêu thủng. Tác dụng giãn cơ như làm giãn mạch, tăng lượng nước tiểu, lực thông, giúp tống sỏi thận ra ngoài. Trị cảm lạnh: lấy 30 g rau ôm, sắc lấy nước uống ngày 3 lần. Chữa bệnh sỏi thận: rau ôm tươi giã nhỏ, lấy nước pha với một chút muối, ngày uống 2 lần sáng và tối, uống liên tục trong vòng 5 ngày. Đó là những công dụng của rau ôm cũng như là những cái bài thuốc hay để chữa bệnh từ rau ôm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.